Hùng Lê Xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Ngày hôm nay thì Hùng sẽ bổ sung thêm một cái bản tin video số 172 cộng ngày hôm qua. Ngày hôm qua thì quên mất là uh, trên bản tin video phân tích tuần 172 tuần từ ngày 14 uh, từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 4 năm 2023 thì Hùng quên mất phân tích một uh, nhóm cổ phiếu gọi là sóng ngành một cái sóng ngành rất quan trọng rất là quan trọng đấy là sóng ngành uh, bất động sản bất động sản uh, dân cư bất động sản dân cư các anh chị uh, chính vậy nên là ngày hôm nay cũng sẽ cập nhật lại và may một số các anh chị có nhắc tại vì lồng cũng lắm việc quá nên là tất cả những cái phân tích thì cũng đã có để sẵn rồi chỉ có điều là mình trình bày ở trên video thôi và ngày hôm qua thì bị sót mất uh, cái này và lưu ý với tất cả những anh chị em uh, chúng ta đã đồng hành cùng với team chứng khoán chiến binh trên từng con sóng tất cả các phân tích của hùng lê ở trên kênh nó mang quan điểm của cá nhân À, chính vì vậy nên là nhà đầu tư uh, của chúng ta sẽ cân nhắc trước khi mà xem các cái video và trước khi xem các cái phân tích của cá nhân Hùng Lê. À, các anh chị lưu ý như vậy. Ok thì bây giờ Hùng sẽ nói qua một tí về cái sóng ngành bất động sản thì như các anh chị em đã biết là ngày uh, ngày 17 tháng 3, ngày 17 tháng 3 tại thời điểm đó thì Hùng đã bắt đầu ngắm cái xu hướng kỹ thuật của cổ phiếu sale à, hiện tại SAO thì Hùng có cập nhật tín hiệu đây là một trong những cái doanh nghiệp Quý 4 là năm 2022 không ghi nhận lỗ và mức lãi 188 tỷ và đây một là một trong những cái doanh nghiệp là 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 hiếm hoi. Tất nhiên là nó có những cái khác thì tí nữa cũng sẽ đưa cho các anh chị chúng ta đi phân tích rất là tổng quan. Và những cái tín hiệu kỹ thuật ở vùng 18.5 đến vùng 19.2 nó rất là tốt và vì vậy đưa ra nhận định cái vùng giá mục tiêu mục tiêu cho cổ phiếu sale đó là 19 18.5 19.2 đó là cái gì ạ? Đó là cái vùng uh, vùng hỗ trợ kỹ thuật và sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục uh, ngắm các cái vùng cản uh, kháng cự của cổ phiếu. Và khi mà nó vượt thoát lên lần 25 lần thứ hai thì mạnh mẽ cân phun mặc zin được, đấy là tại thời điểm ngày 17 tháng 3. Thì uh, sau đó, sau đó tiếp theo thì uh, sau ngày 17 tháng 3 thì chúng tiếp tục uh, cập nhật tín hiệu và đến ngày 20 tháng 3 thì cũng có phân tích là trong xu hướng dòng tiền Trong xu hướng dòng tiền Hiện tại thì uh, ngoài cái nhóm chứng khoán đã hút được cái dòng tiền tốt Tức là chúng ta đã phân tích cái sóng ngành chứng khoán uh, song song ở thời điểm đó Sau khi mà sóng ngành chứng khoán, sóng ngành chứng khoán là sóng ngành đầu tiên đó, có thêm banh sản xuất thép và bất động sản dân cư là nhân tố mới xuất hiện là nhân tố mới xuất hiện uh, khi chân sóng hồi mùng 1 tháng 3 được xác lập như vậy anh chị em nên tập trung dòng tiền vào nhóm ngành chủ đạo hút được dòng tiền tốt trong giai đoạn sóng hồi, đó sẽ là nhóm ngành có biên lợi nhuận tốt nhất khi kết thúc sóng. Ok anh chị, đây là phân tích ngày 20 tháng 3. Và tại thời điểm đó thì Hùng sẽ cập nhật một số các lại một số các cái nhóm ngành bất động một số các cái cổ phiếu của nhóm ngành bất động sản dân cư, lâu chúng ta không nói đến do một số tác động xấu từ nhóm này và hiện tại đã có dòng tiền nhóm uh, nhen nhóm trở lại và nó đã có một cái nền tảng tích lũy khá dài nên rất có thể sóng hồi sẽ uh, đánh vào nhóm này. Thì xe ngoài cái cập nhật đầu tiên là ông cập nhật theo ở ngày 17 tháng 3 và sau đó đến ngày 20 tháng 3 thì chúng ta cùng nốt lại cổ phiếu cell là vị trí số 1. HDG uh, ông có có phân tích uh, vùng hỗ trợ kỹ thuật và tăng trưởng doanh thu lợi nhuận, HDC Nam Long. Uh, KDH Đạt Phương, KH Đạt Phương. Đó là 6 cái mã cổ phiếu đầu tiên mổ phân tích ở trong ngày 20 tháng 3. Ngày 20 tháng 3, sau đó thì chúng tiếp tục phân tích một số các cái mã cổ phiếu khác. Nó đó. đó, rồi xong đến ngày 28 tháng 3 cũng tiếp tục cập nhật cái tín hiệu. Đó. Rồi. Sell Nam Long. Đó, rồi là ví dụ như đây là L14. 14 L14 cũng mới có cập nhật thôi, L14 cũng mới đánh thôi nhưng mà nó cũng nằm ở trong cái đó 13 này. Đấy. Thì đây, sau đó thì cũng có phần uh, ngày uh, có cập nhật tiếp này, nhóm ngành bất động sản dân cư 6 sale để tìm lại xem là cái số thứ tự mình đánh 12 là có cập nhật nhà từ liêm này nó có thêm nhà từ liêm này hqc à, HQC HQC có số hết tất cả những cái mã cổ phiếu mà nó có ngành bất động sản dân cư là SCR nó có số hết đây sau khi à đây Tức là 6 là đến cái top gọi là top 1, sau đó đến số 7 là HQC. Số 8 là SCR, số 9 là LDG, số 10 là DRH. À số 10 là DRH, nhà Từ Liêm, nhà Từ Liêm. Nhà Từ Liêm là 10 Thế thì có thêm số nào nữa nhỉ? HQC có nhà Từ Liêm nhà Từ Liêm nhà Từ Liêm Nhà Từ Liêm là 12 L14 Nói chung là trong cái thời gian vừa qua L14 là 13 tức là mã cổ phiếu cuối cùng thế thì 12 là mã gì nhỉ? 12 là mã gì ta? Chưa tìm ra, thôi được rồi. Đó thì là như vậy là chúng ta cũng thấy rằng là đây bật lại xem. Như vậy thì chúng ta cũng thấy rằng là bắt đầu từ ngày 17 tháng 3 thì đấy là cái thời điểm đầu tiên mà chúng ta phân tích đến sale sau đó đến ngày 20 tháng 3. Thì chúng ta tiếp tục củng cố những cái tín hiệu kỹ thuật của đạt phương số 6 là đạt phương 789. Đó là HQCS CRLDG và DRH là bốn cái mã cổ phiếu pen, đấy cũng là những cái mã cổ phiếu rất là hay và sau đó thì phân tích thêm nhà từ Liêm, rồi phân tích thêm L14. Rồi một số các cái mã cổ phiếu khá là chiến lược như vậy thì chúng ta cũng đã à có thêm thằng đất xanh nữa đúng rồi DXG à, bổ sung sau 11 là đất xanh đó 11 là đất xanh đất xanh ngày 23 tháng 3 ngày 22 tháng 3 ngày 20 tháng 3 đấy ngày 20 tháng 3 đất xanh đây ngày 20 tháng 3 là mình... ngày 20 tháng 2 cũng có phân tích ở à đây các anh chị này nó thì mình có cập nhật rất là chi tiết này DG, Cell, HDG, HDC à, Xong đó thì SCR55 Đó HQC Rồi 20 tháng 2 Đất xanh Đất xanh ở phân tích ở ngày 22 tháng 3 Ngày 22 tháng 3 Và các cái biên Và để chúng ta chiến đấu đất xanh đó, đấy rồi, 22 tháng 3. Tức là sau ngày 17 tháng 3 thì đấy là cái thời điểm mà nó đã 17 tháng 3 là nó xuất hiện dòng sóng ngành bất động sản công nghiệp, à, bất động sản dân cư và kể từ đó thì chúng ta bắt đầu có một cái hành trình tương đối là tốt đối với tất cả các cái mã cổ phiếu mà mình đã phân tích ở trong thời gian vừa qua. Thì các anh chị để ý này, đây là cái điểm xanh này chính là ngày 17 tháng 3. Và đây là cái điểm ngày 31 tháng 3. Ngày 31 tháng 3 và chính là cái điểm mà chúng ta uh, kết thúc cái tuần giao dịch uh, trước đó tức là bản tin video tuần số 171 Ok bây giờ mình sẽ đi phân tích từng cái mã cổ phiếu một đầu tiên là sao À, thì đối với sale đây các anh chị từ cái biên hỗ trợ kỹ thuật ở đây từ ngày 17 17 tháng 3 20 20.4 và sau đó thì chúng ta đẩy lên đến ngày 20 đó và tiếp tục cập nhật khi mà nó break được cái cản vùng 21.2 đây thì về lý thuyết là trong tuần này thì sale đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu ở vùng 24 và trong phiên giao dịch của ngày thứ thứ tư thì sale đã có một điểm test kỹ thuật cung ở đây cực kỳ đẹp và hiện tại thì nó đã leo lên được vùng 26.5 và phiên ngày thứ sáu thì nó đã lấp lại được đó, nó lấp lại được một cái phần gap ở đây này, thì đấy là một cái phần gap rất là quan trọng, rất là quan trọng cổ phiếu sale để giúp cho nhịp này thì chúng ta đang hướng đến cái vùng giá mục tiêu của sale khả năng nó sẽ đánh về khoảng quanh vùng 28, khỏe hơn thì có thể ngắm đến vùng 30. Cổ phiếu thứ hai nữa là cổ phiếu đất xanh DXG, đó thì đối với DXG cũng như vậy, tại cái thời điểm mà chúng ta nhìn thấy là ngày 17 tháng 3 cũng đã bắt đầu có những cái sự phân tích về sóng ngành, Uh, bất động sản dân cư thì chúng ta thấy rằng đế cờ có một cái nhịp test lại cung uh, tương đối đẹp ở vùng 11 11.3 và sau đó thì đế cờ đã gì đã có một nhịp tăng và trong nhịp sóng tăng này thì đấy cờ trong tuần nó cũng đã hoàn thành vùng giá mục tiêu 14 và nó đang hiện nó đang test tích lũy đấy các anh chị cây này là hoàn thành 14 trên 14 thậm chí là hoàn thành vượt mức cái vùng giá mục tiêu của chúng ta đặt ra và tuần này thì nó cũng đang test cung tương đối đẹp ở vùng mười đến vùng 13, đây là vùng tích lũy chỉnh chỉnh đền và chúng ta sẽ tiếp tục quan sát cái động thái kỹ thuật của uh, dg ở trong tuần tới trong trường hợp nếu nó vẫn duy trì được ở vùng này và nó có cái lực cầu quay trở lại như vậy thì mục tiêu ở trong nhịp này chúng đang ngắm đến là nó sẽ đánh về uh, cảng 15 lăm cái thằng dg thì trong nhịp vừa rồi cũng không có khuyến nghị uh, bởi vì là nhìn nó thế nó không được đẹp lắm nhưng mà nhịp này thì dg đang đánh rất là tương nó đánh gần như là nó ngang ngửa với sell thì đối với đối với mã cổ phiếu DG thì các anh chị đang nắm thì chúng ta sẽ tiếp tục cầm nắm thôi và nhịp này thì các anh chị có thể ngắm lên target ở khoảng quanh vùng 220 đến khoảng vùng 20.5 đó là cái vùng giá mục tiêu cổ phiếu L14 à, L14 thì mình mới khuyến nghị bắt thôi L14 ở đây này L14 bởi bởi vì khi mà nhìn thấy rằng là sell và DG nó đã, đã đánh khá là tốt rồi thì như vậy là L14 sẽ là một một trong những cái nhân tố kỹ thuật à, Uh, khá là cơ bản ở ngày 30 tháng 3 Cổ phiếu L14 được xem là cổ phiếu siêu đồ cơ Các anh chị siêu đồ cơ Và cái vùng giá mà để bắt ở ngày 30 tháng 3 Đâu đó cũng có đánh uh, là uh, 44.5 đến khoảng vùng 45 Thì ngày 30 tháng 3 đấy các anh chị Ngày 30 tháng 3 đây này Ngày 30 Ngày mùng 4 Ngày 30 Đây là ngày đây ngày 31 đây ngày 30 đây các anh chị này đó thì tại thời điểm đó tại thời điểm đó là cổ phiếu này có điểm điểm đóng cửa phiên cờ lâu là vùng 44.2 và vùng mà Hùng có khuyến nghị phân tích ở đây cho các anh chị là vùng 44.5 đến vùng 45 như vậy là chúng ta hoàn toàn có thể mua được phiên ngày hôm đấy đúng không ạ À, giá quá rẻ luôn. À, kết phiên thì có 44.2 thôi. Đó. Và sau cái phiên mua đó thì tiếp tục uh, nhận diện ở vùng 46 46.7 đây. Đây là vùng tích lũy cực đẹp và sau vùng tích lũy cực đẹp đó thì uh, trong tuần vừa qua thì uh, em này đã có một cái nhịp đánh tương đối là tốt thì nhịp đánh này tuần tới nếu như các anh chị mà đã uh, chúng ta đã cầm rồi, uh, thu gom rồi thì chúng ta chú ý đến cái vùng cản 59 đến khoảng vùng 60. Khả năng về đến vùng này thì nó sẽ rung lắc, nó sẽ rung lắc một nhịp rồi nó sẽ lung nát một nhịp ở đây và sau đó thì nó tích lũy thành công và sau đó thì chúng sẽ tiếp tục phân tích những cái target cao hơn. L14 được trong danh mục được khuyến nghị đầu tư. Cổ phiếu tiếp theo đó là cổ phiếu HDG. HDG thì đến thời điểm hiện tại là HDG cũng đã hoàn thành vùng giá mục tiêu. Vùng giá mục tiêu đầu tiên mà ngắm đến đó là vùng 31.5 đến khoảng vùng 32. Thậm chí là nó còn hoàn thành vượt mức ở đâu đó ở khoảng trên vùng 32 32.5, 32.6 và hiện tại nó bắt đầu có sự chỉnh cung. Tuần tới thì các anh chị quan sát thêm ở vùng 30.7 đến khoảng vùng 31. Đây dự kiến sẽ là vùng mà cổ phiếu sẽ tích lũy. Đó. Cổ phiếu HSC cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Đây là ngày 17 tháng 3, thời điểm đó là cũng đã bắt đầu phân tích 6 sóng ngành, sóng hồi của nhóm ngành bất động sản dân cư và đến thời điểm hiện tại thì cổ phiếu này cũng đã hoàn thành target 1 ở vùng 34. Đây các anh chị, cây nến của ngày cây nến của ngày thứ 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 5 là cổ phiếu này đã lên được đến vùng 34.7 và sau đó nó bắt đầu test cung và cây nến ngày thứ sáu thì có một cái điểm test cung cực đẹp. Như vậy cái điểm test cung kỹ thuật của em này nó sẽ ở khoảng vùng 31.4 đến khoảng vùng 32. Đây sẽ là vùng mà dự kiến HDC sẽ chỉnh cung tích lũy nền ở điểm này. Nam Long là một mã cổ phiếu mà cũng đã có phân tích cực kỳ sớm ở thời điểm ngày để xem nhé Nam Long sớm nhất là ngày bao nhiêu? Đó, tất cả những cái phân tích này thì uh, các anh chị có thể tìm lại được hết. Uh, Nam Long ở ngày bất động sản dự kiến ngày 15 tháng 2. Ngày 15 tháng 2 bất động sản dự kiến một phiên xu hướng và điều quan trọng nhất chuẩn bị vào dự kiến ra tốt để các anh chị 15 tháng 2 17 tháng 3. 17 tháng 3 17 tháng 3 là đã phân tích 17 tháng 3 nhịp này thì chúng ta sẽ ngắm đến Nam Long KDH Đạt Phương và tại thời điểm đó thì bắt đầu Nam Long đưa vào tầm ngắm. Ngày 20 tháng 3 trong phân tích xu hướng dòng tiền thì cũng đã có phân tích Nam Long ở vị trí số 4 và chúng ta có vùng ở hỗ trợ tốt xem xét ở vùng 22 2.5 đây là vùng biên xem xét để cân đó và biên lợi nhuận của Nam Long mặc dù là đi lời đi lùi nhưng mà nhìn chung thì là cái tốc độ của nó cũng không 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 đáng ngại đó thì các anh chị xem đến ngày 20 tháng 2 ngày 20 tháng 2 đây này, 20 đây này. Đây. Thì ngày 20 21 ở đây thì lúc đó Nam Long có cái vùng giá 23, quanh vùng 23 23 23 22 đây, đây là cái hiệp tích lũy và kể từ đây thì cũng bắt đầu phân tích một sóng lên. Và sóng lên của Nam Long uh, tuần trước thì nó đạt được target 26 và tuần này thì nó đã, đã đạt lên được target 30, 30 trên 30 thậm chí là vượt uh, chỉ tiêu. Và sau đó thì nó đang có bốn cây nến test cung tích lũy và khả năng tuần tới thì các anh chị uh, chúng ta sẽ ờ uh, quan sát thêm cái vùng hỗ trợ 28 28.3 để chúng ta phân tích. Trong trường hợp nếu như Nam Long mà nó trụ được ở vùng này. Uh, tích lũy thành công thì rất có thể theo quan điểm của Hùng thì nhịp sóng này bất động sản dân cư nó sẽ còn đánh và khả năng nó sẽ đánh uh, đánh break cái vùng 30 để có thể ngắm lên cái vùng cản 33.5 đến khoảng vùng 34 nhịp này của Nam Long. Dòng tiền đang đánh tương đối là tốt. Cổ phiếu KDH ở trong tuần thì KDH cũng đã đạt uh, vùng giá mục tiêu. <laughs> trong cái vùng giá mục tiêu của KDH ở từ vùng hỗ trợ. Đây các anh chị, đây là ngày 17 tháng 3 và từ ngày 20 17 18 19 20 21 ở đây thì cổ phiếu bắt đầu có những cái xu hướng tích lũy tạo nền khi đó cũng có phân tích ở vùng 25 25.5. KDH đó các anh chị này 25.5 26 26.2 đấy là vùng mà chúng ta có thể ăn thêm. Và tại cái thời điểm này thì cũng phân tích ngày 20 tháng 3 và các anh chị để ý là đến ngày 21 tháng 3. Đây. Ngày 22 21 tháng 3 thì gần như là nó đã có ở những cái vùng rất là ok 25.5 để cho các anh chị thu gom. Và sau khi mà chúng ta có vị thế thấp rồi thì chúng ta thu gom ở quanh vùng 26 cũng có luôn có vùng giá 26 sau đó. Và kể từ đó thì nó đã một mạch nó cắm lên vùng 29 đến khoảng vùng 29.5, tuần này thì hoàn thành vùng giá mục tiêu. À, về ngắn hạn thì KDH sẽ quay trở lại khả năng ở vùng 27.5 đến khoảng vùng 27.8. À, các anh chị tham khảo thêm cái mức độ tích lũy ở vùng này để chúng ta đánh giá tiếp. Đạt Phương cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Về mặt lý thuyết thì Đạt Phương chúng ta có cái thời điểm đó, cái thời điểm mà ngày 27 tháng 3 chúng ta phân tích vùng hỗ trợ kỹ thuật quanh vùng 26 27 và sau đó thì Đạt Phương chúng ta dự kiến đánh lên khoảng vùng 31. Về mặt lý thuyết là Đạt Phương chưa đạt được cái vùng giá mục tiêu nhưng mà ít nhất là nó cũng đã có một nhịp hồi và ít nhất là các anh chị mua ở vùng này thì chúng ta chưa bị lỗ. À, nhìn về góc độ kỹ thuật như thế này thì Đạt Phương sẽ quay trở lại khoảng vùng 28 28.5 ở tuần tới để chúng ta phân tích đánh giá. Ở cổ phiếu nhà từ liêm, nhà từ liêm hiện tại cũng đang rất là hay và nhà từ liêm thì cũng đã, cũng đã có phân tích uh, trong nhịp sóng này và sau đó sau một cái nền tích lũy ở khoảng quanh vùng 16, 16 đến khoảng vùng 17 thì uh, nhà từ liêm đã bắt đầu có một cái sự vượt thoát đi lên uh, tương đối là tốt và hiện tại thì nó đang có bốn cây nến, uh, nó xây ở trên cái vùng 19. Nếu như các anh chị nhìn ở trên góc độ trạc kỹ thuật tuần thì chúng ta thấy rằng là nhà từ liêm nó đang uh, sau một cái giai đoạn À, sau một cái giai đoạn sóng tăng à, rất là mạnh thì nó có một cái sóng chỉnh và hiện tại sau cái sóng chỉnh đó thì nhà tiền liêm cũng đang có một cái hành trình tích lũy đi ngang Và cái biên hành trình tích lũy đi ngang có thể tính toán ở vùng trung hạn ở vùng 16-16.5 Tức là có thể là nhịp sóng này thì à, theo cái cách đánh của cổ phiếu này thì có thể nó sẽ sideway ở, ở trong một cái biên hẹp như này rồi nó đánh bung lên và sau đó nó test lại cái vùng cản nhẹ nhàng ở đây và sau đó nó có thể bắt đầu mở lại một cái trang kỹ thuật ở bên này thì đấy là cái 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 xu hướng mà chúng ta có thể nhìn về giảm tiền ở trong tương lai à, rồi l14 rồi và ngoài những cái mã cổ phiếu khá là cơ bản và chiến lược ở trong cái nhóm ngành bất động sản dân cư à, thì chúng ta sẽ chú ý đến bốn con mã cổ phiếu pem à, con mã cổ phiếu pen thứ nhất đó là hqc vâng đã có phân tích cho các anh chị rồi đó thì các anh chị nhìn tới đây, ở uh, đây là trên trạc kỹ thuật tuần. Các anh chị sau một cái nhịp giảm dài thì HQC bắt đầu nó hình thành được một cái gì ạ? Uh, nó hình thành được một cái cái gọi là xu hướng uptrend trong ngắn hạn ở đây và Nhung đã có phân tích cái hình nó ở đây cho các anh chị rồi này. Ông phân tích khá là sâu khi mà HQC uh, tiệm cận vùng 4 và nó chỉnh cung ở đây. Và sau đó thì nó có ba cây đến tuần test tích lũy ở đây rất là đẹp này. Và tuần này thì quá tuyệt vời rồi. Đó, tuần này thì là một tuần cực kỳ tuyệt vời khi mà HQC nó có một cây nến tuần đè lên đây các anh chị. Đó, có thể như vậy thì uh, cái cơ hội để mà HQC đi về vùng 5.3 uh, theo quan điểm cá nhân của ông Lê rất là cao và uh, về đến cái vùng đó thì chúng ta sẽ chờ đợi thêm. Cổ phiếu thứ hai nữa là cổ phiếu SCR. SCR hiện tại thì ông cảm thấy cũng rất là yêu. Yêu vô cùng luôn. Uh, SCR nó cái tính tạo lập của SCR nó cực kỳ tốt và đến thời điểm hiện tại thì các anh chị nhìn ở đây, khi mà dòng tiền lớn nó bắt đầu nó đánh vào ở cổ phiếu này thì như vậy nó nó báo hiệu rằng là nó bắt đầu có một dự báo thôi các anh chị nhé chứ còn không chắc chắn đâu đó và dòng tiền đã bắt đầu đạt 62 triệu cổ phiếu trên một tuần là rất là ok rồi như vậy là cá to cá nhỏ thì đang nằm ở đây rồi và khi khi mà hồng nhìn nhận diện thấy cái vùng 5.5 vùng 5 vùng 6 đây cực kỳ đẹp và hiện tại bây giờ nó đang vươn lên cản 8 thì chúng ta quay trở lại chạc kỹ thuật ngày đây các anh chị, đó, có đẹp đúng không ạ? Quá đẹp đúng không ạ? Tại cái thời điểm mà khi đó SCR nó ở vùng 6.2 6.4 Đó là vùng mùng uh, khuyến khích các anh chị là chúng ta nếu chúng ta có đánh thì là chúng ta gom ở vùng này, cực kỳ đẹp luôn. Và sau đó thì cũng có phân tích cái vùng cản ở vùng 7 đến vùng 7.3. Và sau tuần này thì là một cái tuần đánh cực đẹp của SCR luôn. Nhìn thế này là cực đẹp luôn. cây nến ngày thứ năm và ngày thứ sáu nó đang có xu hướng công cản tạm và À, đối với SCD thì nó chỉ còn duy nhất một theo quan điểm của Hùng thì nó chỉ còn duy nhất một cái vùng vùng cản 8 này là cái vùng hơi hơi khó chịu một tí thôi cho nó bay được qua vùng 8 thì nó sẽ hướng lên vùng 9 và nhịp này à, nhịp này thì khả năng SCD cũng sẽ có những cái sóng nó tương đối tương đối một chút chứ nó không 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 có đánh những sóng nhẹ à, tiếp theo đó là con LDG LDG thì hiện tại cũng đang cũng đang cảm nhận thấy một cái tín hiệu kỹ thuật rất là happy à, sau một cái giai đoạn nó đi à, hình xin đây các anh chị hỗ trợ này đó, hỗ trợ ở 4.44 đến 4.2 và vùng kháng cự của nó ở đây đó là vùng 48 đến vùng 5 và tuần này thì LDG cũng bắt đầu có những cái xu hướng nó công kháng cự và cái phiên cái tuần thì nó đóng ở trên vùng 48 nhìn như vậy là cực đẹp và bản chất cái lúc mà mình phân tích thì có nói đến cái vùng test tích lũy của cổ phiếu này ở quanh vùng 4.5 4.6 4.7 ở đây các anh chị đây nó có những cái điểm tích lũy ở trên này là cực đẹp đó thì các anh chị đang cầm thì chúng ta có thể tiếp tục là chúng ta thu âm thêm và lực cầu uh, của cái cổ phiếu này uh, nó đang bắt đầu có những cái tín hiệu uh, tín hiệu khởi sắc trở lại và đối với uh, ldg thì uh, à, ldg ok đúng không các anh chị ldg thì các anh chị chú ý là khi nào mà một tuần nó đạt lên được khoảng tầm 50 triệu cổ phiếu một hai ba một hai ba khi nào mà trong tuần nó đạt được khoảng tầm 50 triệu cổ triệu cổ phiếu giao dịch trên một tuần và nó giao dịch đều đặn như vậy, tức là nó khoảng tầm 40 tuần này là đạt rồi này. Tuần này là đạt nó khoảng tầm từ 35 đến 50 triệu cổ phiếu thì đấy sẽ là những cái thời điểm mà chúng ta uh, sẵn sàng để chúng ta bắt đầu một cái 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 miếng đánh của con này và con này là con đầu cơ nên là anh chị nhìn thấy đó, nó đánh từ 6 về vùng 25 đó, à, một nhịp từ 6 về vùng 25 thì chúng ta lấy 6 về vùng 24 thôi, 6424, 4 lần các anh chị. Đó. À, không đơn giản đâu, nhìn thế này thôi nhưng mà nó khi mà nó vào một cái con sóng thì nó là kinh khủng. Như vậy thì nó cũng đang hình thành một cái điểm tích lũy ở đây và cũng có có thể có kỳ vọng ở trong một cái tương lai gần hoặc tương lai xa thì LDG hoàn toàn có thể đánh về quanh vùng 16 đến khoảng vùng 18, đấy là trong tương lai. À, chính vậy nên là chúng ta đón đầu ở tương lai này ở góc độ là ở chúng ta tích lũy dần những cái vị thế à, cái con drh ấy, thì nó đánh hơi hơi chầy chầy bửa con này hơi chầy bửa nhưng mà cái tính tạo lập của của con này cũng kinh khủng đó các anh chị nhịp này nó đánh ở đâu đó khoảng từ vùng 6 đi mà nó cũng về đến 25 tức là 64 thì chúng ta cũng lấy đến khoảng tầm 24 thôi các anh chị đó thì cũng là một 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 cái nhịp sóng nó đánh khoảng tầm 4 lần như vậy thì uh, khi mà nó vào quần thì nó đánh rất là tươm và nhịp này thì chúng ta đang nhìn nhận ở những góc độ như thế nào thì ở đây thì cũng đã có phân tích cho các anh chị rồi nói chung là trong một cái nhịp đánh ngắn thì khoảng tầm độ 15% đó thì cái biên hỗ trợ kỹ thuật của nó đây này biên 4.5 biên 4.7 là biên hỗ trợ kháng cự tuần là ở vùng 5.3 và kháng cự hai ở vùng 5.8 thì ở đây các anh chị nhìn thấy đây vùng đến lên đến 5.8 này thì nó cũng có một cái nhịp đây chỉnh cung còn những cái nhịp ở dưới này thì gặp 5.3 như vậy về mặt Kỹ thuật thì khi mà nó bươn lên 5.3 cây nến này nó rất là khỏe. Nó rách luôn và đến cây nến này thì nó khỏe tiếp thì chúng ta chưa ấy nhưng đến cây nến này thì nó hơi đuối và cây nến này thì nó đang lấy lại được vùng 5.3. Ờ à, lực đánh của dòng tiền của con DHR này cũng đang tương đối là tương và như vậy thì đấy là một cái tín hiệu kỹ thuật khá là tốt. đối với em này. Đó và chúng ta lưu ý là uh, tuần tới thì chúng ta đây uh, nhìn góc độ như thế này thì nó có thể nó sẽ ở cái mút đến này thì không biết nó có test lại hay không nhưng mà nó sẽ ở khoảng quanh vùng 5.2 đó thì đương nhiên là tuần trước thì chúng ta cũng đã có cái vùng hỗ trợ 49 đến vùng 5 rồi nó mua ở vùng đó và lên đến cái vùng 53 này thì chúng ta bán bớt này rồi vùng 58 có nhịp này vùng 58 còn nếu nhìn về xa xăm hơn dài hơn thì chúng ta đang kỳ vọng một cái góc độ kỹ thuật có thể là sau một cái giai đoạn tích lũy ở đây thì nó sẽ đánh nó sẽ đánh lên À, nó sẽ đánh lên cái vùng khoảng quanh 10 đây các nhịp một thì khả năng quanh 10 tức là như thế là cũng 100 phần trăm đấy đó rồi sau đó nó sẽ chỉnh cung tích lũy nền ở đây một một ít này rồi sau đó thì nó mới nó mới hình thành được cái sóng tăng thứ hai bên này thì khả năng sóng tăng đấy uh, thì nó mới xa xa hơn và tuần này thì uh, DRH cũng đã câu lên được 37 triệu cổ phiếu là nhìn có vẻ bắt đầu tươm tươm rồi các anh chị đó và cái giai đoạn này này cái giai đoạn này là giai đoạn mà ông bắt đầu nhìn nhận thấy cái dòng tiền nó đánh vào cổ phiếu DRH tương đối là tốt, như vậy là tay to nó cũng đang ầm à mở đây rồi. Nhân tiện cái cái, cái 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 câu chuyện phân tích cái này thì các anh chị có cái mã cổ phiếu BCG, các anh chị cũng lưu tâm trùng lên. Còn BCG này cái tính tạo lập của nó cũng cực kỳ tốt và các anh chị lưu ý đây này, trong cái nhịp này nó cũng đánh từ vùng 5 lên đến tận vùng 26. À ba cái mã cổ phiếu này nó nó có giống nhau nhỉ. Tức là thôi từ từ năm mà mình nhân 4 thôi. 5420 Ui rồi con này 5525 Đó thì mình lấy Bây giờ nó cũng đang ở đây đâu đó Ở vùng 5 này Từ vùng 5 bắt đầu nó xuất phát này Thì đâu đó 5315 5420 thôi đó, 5420 ở đây thôi Ví dụ như thế đó Vừa vừa thôi lấy vừa vừa thôi lấy nhiều nó hốt Thì đối với BCG hiện tại cũng đang cảm giác Có một cái trend đánh khá là giống với thằng DRH đó Nó cũng đang có một cái phân hủy tăng Và sau một cái giai đoạn nó tích lũy tương đối khá là tốt ở đấy nhìn cái góc độ tích lũy của BCG như thế này là cũng tạm tạm ổn. Tạm tạm ổn và nó hình như cản thì nó cũng bay hết cái cản chéo rồi. Và tuần này là một cái tuần mà nó hút cái dòng tiền khoảng tầm 51 triệu cổ phiếu. À như vậy tuần tới, tuần tới nếu như mà tuần tới thằng BCG mà tôi không cần 51 triệu đâu các anh chị. À, tôi chỉ cần tuần tới nó cứ giao dịch trung bình khoảng tầm độ 25 đến khoảng tầm độ 30 triệu cổ phiếu trên một phiên. Đó, cái tầm tầm này. À xin lỗi cả nhà, trên một tuần thì đấy sẽ là một cái dấu hiệu cực kỳ đẹp một cái tín hiệu gửi đi một cái tín hiệu rất là lạc quan đối với mã cổ phiếu bcg ok thì bản tin là tuần này thì ông bổ sung lại thêm một số các cái tín hiệu kỹ thuật như vậy để các anh chị nắm được để chúng ta nắm được thêm cái nhóm ngành bất động sản khu dân cư ngoài ra thì trong bản tin tuần ngày hôm qua thì Hùng cũng đã nói đến các anh chị tức là hiện tại thì sóng ngành nó đang nhen nhóm thêm ở nhóm ngành nhóm ngành hóa chất và nhóm ngành bất đồng sản khu công nghiệp các anh chị lưu ý là như vậy và chúng ta các cái phân tích của cá nhân hùng lê những cái quan điểm của cá nhân hùng lê thì nó tương đối là sớm và các anh chị có thể nốt lại để chúng ta theo dõi theo dòng thời gian đó là những quan điểm cá nhân chính vậy nên các anh chị cân nhắc kỹ cân nhắc thật kỹ trước khi xem và chúng ta lấy đó làm những cái ý kiến tham khảo trước khi mà chúng ta có những cái quyết định đầu tư ok thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị em uh, trong các bản điểm liên tuần uh, trong các bản uh, phân tích ngắn về sóng ngành trong tất cả các bản điểm điểm tin phân tích ngắn về uh, xu hướng thị trường xu hướng index trong ngày